Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngọc Khanh xin được gửi lời chào tái ngộ đến quý Phật tử, quý khán giả đang lắng nghe chương trình Thân Khỏe Tâm An trên băng tần 57.15 của Chùa Bồ Đề Phật Quốc. Kính thưa quý vị, cùng thực hiện chương trình với Ngọc Khanh ngày hôm nay vẫn là bác sĩ Chính Mai. Xin mời bác sĩ gửi lời chào đến quý khán giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào quý Phật tử, kính chào quý khán giả của đài Bồ Đề Phật Quốc Television. Kính thưa quý vị, chương trình Thân Khỏe Tâm An trong một thời gian dài đã nói về đề tài bệnh COVID-19 rất là nhiều. Lần này thì chúng tôi chuyển qua một cái đề tài là về vấn đề dùng insulin cho bệnh nhân bị tiểu đường. Lý do là chương trình nhận được nhiều lời góp ý là cũng muốn được theo dõi lại những cái chương trình về vấn đề sức khỏe thường thức. Thì bác sĩ Chính Mai có một cái ý kiến là dạo gần đây bác sĩ Chính Mai thấy có nhiều bác khi mà bệnh tiểu đường cần chuyển qua phải sử dụng insulin thì các bác có cái sự ngần ngại, đặc biệt là nó liên quan tới vấn đề kim rồi chích này nọ. Thì bác sĩ Chính Mai muốn chia sẻ cái đề tài vốn dĩ là mình hay nghe nhưng mà mình có thể mình chưa có nghe đầy đủ và nghe chính xác. Thì kính thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là bệnh tiểu đường nào là bệnh tiểu đường cần phải dùng insulin và bệnh tiểu đường đó là như thế nào thưa bác sĩ? Thưa với quý khán giả, chúng ta nói nhiều về tiểu đường và thật sự tiểu đường là một cái đề tài rất là hấp dẫn, dạ, phong phú, rất là phải hấp không? Dẫn và phong phú, và chúng tôi vẫn thích nói nhiều về cái đề tài này để cho quý vị càng ngày càng hiểu hơn. Thì cái tiểu đường mình có hai cái loại tiểu đường, cái loại tiểu đường gọi là loại 1 và loại 2. Loại 1 có nghĩa là bẩm sinh của mình sinh ra bị thiếu hẳn cái insulin thì gọi là loại 1. Còn có loại 2 đó là vì một lý do gì đó mà cái tuyến tụy của mình tiết ra không đủ insulin, hoặc là cái cơ thể của mình cái khả năng nhận cái insulin nó không còn được như xưa, có nghĩa là mình có insulin mà cơ thể không có xài được nữa, thì mình gọi là loại 2. Thì cả hai cái căn bệnh này, loại 1 và loại 2, đều cần phải dùng insulin. Đặc biệt là loại 1 thì chắc chắn mình phải dùng insulin rồi. Loại 2 đó thì khi mình nặng hơn một chút, nếu mình dùng những cái thuốc uống không có đủ control được đó, không có kiểm soát được cái lượng đường, thì mình phải xài insulin. Tuy nhiên á, trong cộng đồng của mình, trong số quý bệnh nhân của chúng ta đó, thì có một số bệnh nhân rất là ngại sử dụng insulin. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi muốn đem cái đề tài này để thảo luận thêm với quý vị. Ngõ hầu là quý vị có được một cái nhìn nhận nó chính xác hơn, gần gũi hơn, và giúp cho quý vị có thể dễ tiếp nhận hơn cái vấn đề sử dụng insulin. Thưa bác sĩ, vậy thì cứ nói nôm na là người bị bệnh tiểu đường thì có nghĩa là cần phải kiểm soát lượng đường huyết. Nhưng mà cái đó nó quan trọng như thế nào mà mình cứ lúc nào cũng phải nói hễ bị bệnh tiểu đường là phải kiểm soát đường huyết thưa bác sĩ? Thì cái vấn đề sử dụng kiểm soát đường huyết đối với bệnh nhân tiểu đường là cực kỳ quan trọng. Là vấn đề như thế này, là tại vì nếu như trong những cái chương trình khác đó, chúng tôi cũng đã trình bày với quý vị đó, là nếu quý vị để cái đường của mình nó cao quá đó, thì cái mạch máu của mình nó sẽ dễ bị hư. Do đó cho nên khi mà cái mạch máu của mình nó dễ bị hư giống như vậy đó, thì nó dễ bị thuyên tắc. Thuyên tắc có thể là từ những cái mảng xơ vữa, từ cái cholesterol, từ cái những cái chất cặn bã khác, cũng như là những cái nó làm ảnh hưởng tới cái niêm mạc của mạch máu của quý vị. Thì chính vì những cái chuyện hư cái mạch máu đó thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ làm cho mình bị tai biến mạch máu não, mình có bị nhồi máu cơ tim, mình có thể bị hư cái thần kinh ngoại biên, có thể bị mù mắt. Tất cả những cái biến chứng đó tự trong lại nó liên quan tới cái chuyện đường huyết. Do đó cho nên rất là quan trọng cho bệnh nhân tiểu đường là phải giữ đường huyết về gần cái mức bình thường nhất có thể. Tức là mình phải cố gắng mình luôn luôn kéo nó xuống cho nó về bình thường được càng nhiều càng tốt. Thưa bác sĩ, nếu vậy thì mình cần một ngày phải thử bao nhiêu lần? Thì thử đường đó thì trung bình, nếu mà quý vị chưa có phải xài insulin đó, thì một ngày mình thử một lần là đủ. Nếu mà chỉ có uống thuốc thôi? Chỉ cần uống thuốc thôi. Nếu trường hợp nhẹ quá đó thì chúng ta cũng không cần phải thử mỗi ngày, mà mình chỉ cần thử cái đường A1C mỗi 3 tháng.
hoặc là mỗi 6 tháng hay là mỗi 1 năm tùy theo cái mức độ nặng của cái căn bệnh của mình. Tuy nhiên, nếu quý vị đã ở cái mức độ nặng thì căn bệnh của mình ở mức độ nặng rồi đó, mình phải sử dụng insulin đó, thì mình phải thử hoặc là một lần buổi sáng hoặc là phải 3 tới 4 lần, tức là một lần buổi sáng cộng với 3 lần trước khi ăn nữa. Trước bữa ăn thì như vậy là tổng cộng là 4 lần. Thì trung bình là đa phần quý vị đã xài insulin thì xài 4 lần một ngày. Nếu mà phải bắt đầu dùng insulin. Thưa bác sĩ, nếu vậy thì chắc phải có nhiều cái loại dụng cụ thử đường phải không thưa bác sĩ? Dụng cụ thử đường thì cái đa phần xưa nay mình xài đó là mình thử bằng cái đầu ngón tay. Cái dụng cụ đó mình thử, tức là mỗi lần thử như vậy đó thì mình phải chích cái đầu ngón tay. Thì xin anh Phương cho cái hình số 4. Thì thử cái đầu ngón tay đó có nghĩa là khi mà quý vị thử thì mình sẽ rửa cái ngón tay của mình cho nó sạch. Thường mình không có xài cái ngón trỏ, tại vì cái ngón này mình hay cầm. Thì mình không có nên xài, cái này nó dễ nhiễm trùng. Cái mình xài cái ngón giữa hoặc là ngón áp út. Khi xài đó thì quý vị nhớ là mình rửa sạch và mình lau cái alcohol ở một bên, mình chích vào cái mé một bên, một trong hai bên này. Đó thì cái dụng cụ thử đường loại thông thường của chúng ta xài đó là mình thử một lần, mỗi lần mình xài mình thử một cái. Và bây giờ đó cái thế hệ mới bây giờ thì mình có một cái loại thử đường tốt hơn là thử đường nó gọi là continuous glucose monitoring, có nghĩa là thử đường liên tục. Có nghĩa là nó mình gắn một cái sensor trên người thôi. Thì mình đeo cái này khoảng độ 2 tuần. Có loại là 90 ngày, có loại mình đeo được 2 tuần. Thì mình chỉ có một cái máy nhỏ nhỏ mình thử, mình để gần vô đó thôi là nó tự đọc cái đường huyết cho mình. Đó là cái loại thứ hai. Em hiểu nôm na là nếu mà có loại thử đường cổ điển đó là sẽ đụng tới máu, mình cần phải vệ sinh sạch sẽ. Đúng rồi. Mà một ngày phải dùng tới 4 cái. Còn mà có loại hiện đại như bây giờ đó thì có chảy máu không thưa bác sĩ? Cái này thì không có chảy máu, tại vì cái kim của nó rất là nhỏ. Kim của nó rất là nhỏ. Và mình một lần như vậy đó, giống mình gắn cái chip lên đó thì mình xài được tới 2 tuần. Nhưng mà có bệnh nhân của tôi thì có xài tới 4 tuần. Nhưng rồi sao mình tắm? Tắm được, người ta cái này á, nó dán lên thì nó dán cứng ngay chỗ đó luôn. Thành ra mình tắm rửa bình thường, không có trở ngại gì hết. Thưa bác sĩ, vậy thì thí dụ giống như cái cổ điển mình ghi kết quả ra, và mình coi kết quả trước khi mình quyết định là mình ăn hay là mình dùng bao nhiêu insulin, cái lượng insulin. Nhưng mà đối với loại mới á, là khi nó thể hiện kết quả đó là mình cũng phải tự động mình ghi kết quả lại, hay là nó thể hiện nguyên một lần như vậy 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần thưa bác sĩ? Có nhiều cái loại device, có nhiều cái loại thì có loại đó thì nó lưu trữ không có được nhiều. Đa phần các loại này đó thì nó lưu trữ được cái thông tin có thể là tới cả tháng hoặc là vài ba tháng. Nhưng mà chúng tôi vẫn khuyên bệnh nhân là nên ghi xuống gọi là nhật ký đó, cái nhật ký đường huyết của mình đó. Thì nó cụ thể hơn. Nhưng mà những cái loại mà Dexcom á, cái loại dụng cụ mới đó thì chúng tôi có thể download được, chúng tôi đưa cái thông tin nó về để mà theo dõi thì nó phân tích nó được chính xác hơn. Theo bác sĩ thấy thì sau khi một thời gian đã có cái sản phẩm mới vậy thì đối với các bác, họ có cái sự thích không thích như thế nào đối với cái cũ và cái mới thưa bác? Cái điều hay của cái máy mới này đó là chúng ta khỏi phải chích. Tại vì mỗi lần chích vậy đau lắm. Cũng đau, không đau lắm nhưng mà cũng hơi đau, nhưng cũng mà hơi khó mà chịu. Người nào chưa bao giờ dùng như em chứ em thấy sợ đúng không? Nhưng mà cũng hơi khó chịu một chút. Nhưng mà cái thứ hai nữa đó là nó chính xác hơn và nó theo dõi được liên tục. Có nghĩa là thay vì một ngày trước đây mình theo dõi một lần hoặc là 4 lần thôi, thì bây giờ mình
thấy lúc nào mình thấy mệt cái mình để mình coi thử mình biết cái đường của mình là lúc đó như thế nào rồi, không, rất là đơn giản và nhanh. À, thì mình không khỏi cần phải chích, chỉ cần đưa cái máy tới gần là nó tự động nó đập rồi. À, cái thành đó ra, mắc không thưa bác sĩ? Cái đó thì cái device đó thì nó có nhiều loại, thì cái đó cũng là một trong những cái trở ngại chính mà bệnh nhân của mình chưa được sử dụng nhiều, tức là một số các bảo hiểm người ta chưa có trả tiền cho cái device này đó, cái dụng cụ này đó. Thì trung bình một cái máy giống như vậy đó thì khoảng độ 70 đô, 60 đô cho cái máy đập nữa. Còn cái chip này đó thì chừng khoảng độ 40 đô một cái xài cho 2 tuần. À. Nhưng mà nếu mà quý vị mua ở trong Costco đó cộng với lại là một cái coupon nữa đó thì nó mình mua 4 cái chỉ có 60 đô thôi. À, như vậy nó rẻ hơn một nửa. Đúng rồi. Hơn một nửa thì cũng không đến nỗi mắc lắm. Không đến nỗi mà, mắc lắm. Mà Medi-Cal thì có cover không thưa bác? Hiện tại thì chưa có cái bảo hiểm nó cover. Nhưng mà chúng tôi cũng đang mong work on cái đó, tức là cũng kiến nghị Medi-Cal, Medicare. Yeah. Tại vì cái chính là gì? Cái chính là chúng tôi thấy được cái sự hiệu quả của cái dụng cụ này, nó giúp cho sức khỏe của bệnh nhân rất là quan trọng, và đặc biệt cho những cái bác lớn tuổi không có thể tự mình thử đường được. Yeah. Thì cái máy này đó, những cái dụng cụ này nó có cho phép người con của mình, người thân của mình, hoặc là ngay cả chính văn phòng bác sĩ có thể theo dõi đường huyết của quý vị được. Do đó cho nên hoặc là khi mà cái đường huyết của quý vị mà nó hạ thấp xuống quá đó thì tự động nó có cái alarm system, tức là nó báo động cho bệnh nhân, báo động cho người nhà của bệnh nhân trên cái cell phone của người nhà của bệnh nhân biết là đường huyết của ba mình, của mẹ mình đang bị hạ thấp, thì mình tìm cách cho mình sẽ cho đường vô. Mình cho ăn kẹo, cho uống nước đường thì sẽ đỡ. Tránh trong những cái trường hợp mà các bác không biết đường huyết hạ thấp xuống, thành ra hôn mê luôn, thì nó rất nguy hiểm. Yeah. Thì cái đó là một trong những cái tác dụng mà chúng tôi thấy, một cái ưu điểm mà chúng tôi thấy rất là nổi trội để kiểm soát được cái tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Thưa bác sĩ, vậy thì khi nào bệnh nhân cần phải dùng insulin? Bệnh nhân của mình khi nào thì dùng insulin? Thứ nhất, bệnh nhân tiểu đường mà loại 1 á, thì mình chắc chắn mình phải xài rồi, tại vì mình đâu có insulin đâu. Đó là đối tượng thứ nhất. Đối tượng thứ hai đó, nếu bệnh nhân tiểu đường mà loại 2 đó, mà nếu chưa có kiểm soát hoặc là không thể kiểm soát được với cái thuốc uống, thì chúng ta cũng nên sử dụng insulin. Nên sử dụng insulin, bởi vì cơ thể của mình kiểm soát được đường là nhờ insulin. Cái cơ chế sinh lý bình thường của cơ thể của mình là insulin kiểm soát đường. Do đó cho nên chích insulin là một cái gì đó rất là an toàn và tự nhiên, cái phản ứng tự nhiên của cơ thể. Do đó cho nên một số quý vị nghĩ là chích insulin là nó không có tốt, thì cái điều đó là chưa được đúng. Chúng ta phải biết là insulin là một cái chất trong cái cơ thể bình thường của con người. Thì nếu mà mình cái đường của mình nó không có được kiểm soát tốt đó, thì nên xài insulin. Kính thưa quý vị vừa xem xong phần 1 của chương trình về vấn đề sử dụng insulin cho bệnh nhân bị tiểu đường. Xin mời quý vị trở lại với phần 2 của chương trình.